cho em hỏi một chút là chị có thể nói chị tên là gì không? Chị bỏ khẩu trang vào được không? Không có chị mà phải làm. Chị tên là Thoa đúng không? Chị là người dân địa phương sống trực tiếp ở chỗ này là chỗ cầu làng Rẽ Thượng. Làng Rẽ Thượng đúng không? Đó. Thế cái sự việc này xảy ra từ ngày hôm qua đến giờ là chị luôn luôn có mặt ở đây đúng không? Chị luôn luôn có mặt ở đây. Và chị cho em hỏi một chút là cái người con dâu lớn của bà này này và người con trai là ở đây là từ bao giờ hả chị? Ở cái ngôi nhà này? Ở ngôi nhà này từ khi các cháu cưới nhau về. Cưới nhau về? Vâng, là ở đây. Ở đây? Vâng, ở đây. Thì là đến khi mà ông bà cưới cháu thứ hai thì cháu thứ hai nó vợ chồng đi làm ăn thì là các cháu nó gặp nhau với một đứa một cô khác và hiện tại bây giờ là có một đứa con bây giờ hiện tại đang ở với bà. Đấy, nhưng mà vợ chồng không có trong danh chính ngôn thuận là vợ chồng hợp pháp mà là chỉ là theo nhau thôi. Sau đó là sinh cháu ra thì cái cô vợ đấy bỏ đi. Thì khi về đây thì là cái cháu thứ hai đấy, cô dâu cháu Cường, cô dâu thứ hai là mới lấy vợ, lấy cái cháu thứ hai, bây giờ vợ là tên là Huệ. Sinh được hai cháu con gái. Sinh được hai cháu con gái thì ông mà đã đầu ở Hà Nội về bên xã Châu Can mua đất ở. Đấy, về bên xã Châu Can mua đất ở và trong thời gian các cháu trưởng thành đi ra Hà Nội làm mua được kinh tế phát triển thì mua được 3 mảnh đất ở dưới chỗ gần ủy ban nhân dân xã, là trong đấy có cả công sức, có cả tiền công bạc tiền của hai cái người con trai. Đúng rồi. Đấy, thì đến khi mà ông bà về thì là về bên đất bên ngoại ở. Mua đất ở bên bên ngoại ở thì các cháu về đây thì trở thành cái vợ chồng là đứa thứ hai ấy, là xây nhà xong là ở đây thì khi nhà cao cửa rộng rồi thì bắt đầu là ông bà về ở đây. Thì trong khi đó thì vợ chồng cháu lớn này thì lúc đấy là bố mẹ có cái gian hàng này, là ông bà trước là xây một cái gian hàng này cho thuê từ ngày xưa. Thế sau đó để không thì bố mẹ của cái cháu vợ mà cái cháu đứa con dâu lớn này cháu lớn ra đây thuê là người Vân Đình để bán thịt vịt quay. Đấy, thì khi đó là cháu này ra đây gia đình cùng ở thì ông bà đó là thấy cháu này như thế thì lấy cho con trai lớn rồi. Sau đó là cho chúng nó ở bên này. Đấy, sau đó thì ở bên này thì đến khi mà ở riêng ra thì nói chung là cuộc đời của hai cháu làm dâu của bà đó phải nói là nó quá khổ. Sống trong nước mắt. Nói thật với chị là mỗi đứa một hoàn cảnh, con bé thứ hai mồ côi cha mẹ ở với bà đây bà phụ nuôi đây. Đấy, thì nó về đây nó làm dâu nó phải cam chịu. Còn con bé này thì gia đình quá nghèo. Cho nên là nó cũng phải cam chịu. Và nó là các cụ nói là cá chuối đắm đuối vì con, bởi vì nó có con cho nên nó phải ở, chứ còn ở với chồng thì chồng cũng đối xử rất tệ bạc. Bản thân em này mấy lần đưa cháu đi cấp cứu đến nỗi mà nó đánh chai vào đầu mà hàng xóm không ai cắm dây với gia đình nhà bà ấy. Thế thì em là phụ nữ, thứ nhất là em là trong cái ban hội phụ nữ xã hội và trong ban thiện nguyện ở trong cái khu vực này, trong khu vực này đấy, thì em sang em đưa đến nỗi mà em còn phải nói là như thế này mà mày còn ở tao đấy thì tao bỏ đi. Thì cháu nó bảo là bây giờ chồng cháu bố mẹ bỏ rồi, bây giờ cháu bỏ lốt thì chồng cháu ở với anh nuôi. Nó còn nghĩ như thế để nó nuôi cái thằng bé. Mà trong khi đó thì cái đất này ấy là không phải đất của bà ấy. Mà đất này là em sinh ra năm nay hơn 50 tuổi, mà em biết là đất này từ thời cụ của cháu ấy. Đấy, có nghĩa là đến bây giờ là đến thời bố cháu bây giờ là đời thứ tư rồi đấy. Thế mà không hai con nhà cao cửa rộng, khi mà về bên này ở thì bắt đầu là hành hạ cái cháu dâu này. Thì chồng nó ốm nó chết thì bắt đầu là nó đẻ, thì nó đẻ con trai chồng cháu thứ hai chết. 12 giờ trưa về đây thì lúc đó là ông bà ở bên quê ngoại, cái xã của quê ngoại đưa về đây một đồng tiền giả xe cứu thương không có. Không có một đồng tiền nào thì nhà thương người ta cho tiền xe. Và bản thân chúng em người lo cho lải chuối, người lo cho bắt cơm của chúng, người lo cho cái cháu thứ hai. Cháu thứ hai. Đến cháu lớn này khi chết như thế về đến đây
mọi người cũng chung tay, người đĩa xôi, người bắt cơm, người lại chuối. À, đều là hàng xóm ở đây vui vẻ hết. Làng nước, hàng xóm lo cho cháu. Đấy. Thế thì cái con bé thứ hai này khi mà chồng nó chết thì ông bà ấy về bên này ở thì là đánh đập cái cháu thứ hai này. Đánh đập con dâu. Nó không chịu nổi. Bố chồng, bố mẹ chồng. Mẹ chồng. Nó không chịu nổi. Nó phải xin coi như nó báo với chính quyền là phải đi chứ nó không thể. Thì nó đi giữa trong đêm mưa phùn gió bấp con nó, một đứa bên bé. Một đứa nó lớn thế này, bây giờ hiện tại là mọi người mới khoe cho một cái gian bếp trong này 6 mét vuông. Nó ở đến bây giờ các cháu nó lớn rồi đấy. Thế thì còn cháu thứ hai này thì thực ra ấy, để đến bây giờ ấy, thì người ta các cụ nói là trồng cây ngọt thì ăn quả ngọt, đúng không? Thế nhưng mà bây giờ bà trồng cây đắng thì cháu ăn quả đắng, nhưng dù sao đi chăng nữa các cụ bảo là không ăn thịt con. Vâng. Đấy, con mình đẻ ra thì sao vẫn là con mình, nhưng con nó có hư đi chăng nữa cũng vẫn là quả nào. Cháu, các cháu của mình này không ai đi nữa đằng nào, ví dụ như người dưng lúc nãy như chúng em còn phải 5 bữa nửa tháng đây, mà cô em lấy trang trưởng nhóm ở bệnh viện đây, nay chục trứng, rau quả mang vào cho các cháu nó ăn. Vì đây là hai cái người phụ nữ này là đều là hộ nghèo ở địa phương này, đúng không? Mà trong khi đó bà ở nhà cao cửa rộng mà không hề. Thế nhưng đến khi đầu tháng 2 ông chồng chết, ông chồng lâm bệnh chết thì bắt đầu bà ấy cho các con dâu và con trai, cái anh cả đây là con sống là sang lo công việc cho bố. Hoàn chỉnh trong 50 ngày bà ấy không đến tay. Các cháu lo hết, còn kinh tế thì nói chung là kinh tế thì là của bà ấy rồi, nhưng các cháu lo tất cả mọi công việc. Đến tháng 6 bắt đầu là bà ấy cưới cái đứa cháu đấy, cháu để bây giờ gọi là cháu hờ. Cháu rơi cháu vãi. Vâng. Thì bắt đầu bà cũng định là hai đứa con dâu này về để cùng chung tay để đứng lên no. Thì thật ra ở hàng xóm chúng em rất là mừng, làm sao bảo là thôi bây giờ bà ấy nghĩ lại được để làm sao để cho các cháu nó về đoàn tụ gia đình cho chúng nó đỡ khổ, có nơi nương tựa, có miếng cơm ăn. Nhưng không ngờ hàng xóm chúng em không ngờ cái con người này phải nói là để đến bây giờ mà không có để từ ngữ nào để tả được cái bà này nữa. Khi lo xong cho cháu gái một cái xong mà hết tay, thì lo xong cho cháu gái là tháng 6, cưới ngày 19 tháng 6 19 tháng 6 âm lịch đấy. Thì đến tháng 7 thì thằng cháu trai, thằng con trai đấy, anh Quang gọi là cháu anh Quang, là con lớn của bà đấy. Đấy. Thì là bắt đầu là cưới được cháu xong công việc hết rồi. Thì bắt đầu bà ấy quay ra bà ấy cưới rửa mặt luôn. Rửa mặt hết tất cả đấy. Dùng cái từ là xong việc rồi là dở mặt. Xong việc rồi là dở mặt. Bây giờ là bà hết việc rồi đấy. Bà hết việc. Và không biết là cái đất cát này như thế nào, thì bây giờ bà ngấm ngầm bà sang tên hết tất cả về tên bà ấy. Đấy. Nhưng đến bây giờ chỉ vì cái thằng cháu rể hờ bây giờ muốn cái chỗ để nuôi con chó. Nuôi con chó, rốt con chó mà để đến nỗi mà bây giờ để ba cái đứa cháu nội như thế này mà để chúng nó ra ngoài đường, thử hỏi là cộng đồng xã hội thử nhìn xem cái lương tâm người bây giờ là chỉ để muốn đuổi cái người con dâu này và cháu nội đi để cho các cháu rể hờ về để nó nuôi được, chắc là nó nuôi đàn chó ở đây, chó và nó để xe để cộ ở đây. Phải nói là như thế chị ạ. Chúng em không ngờ đấy, không ngờ là bà bây giờ bà lại quay lại như thế này, bà quay lại 180 độ để đối xử với con cháu như thế này. Nhưng chúng em cũng mong rằng các cháu ấy là sau này ba đứa cháu lớn này để mong cộng đồng xã hội giúp đỡ và chia sẻ để đòi lại cái công bằng cho các cháu. Pháp luật không đến tay, nhưng mà cái luật nhân quả nó không bao giờ rời xa chúng mình. Và cái coi như thế là cái gọi là cái đạo đức của con người đấy, đạo đức của con người luôn luôn ở bên cạnh chúng ta và các cháu để làm sao ủng hộ, hỗ trợ cho các cháu để sau này thành con người tốt. Vâng. Em cũng mong muốn làm sao để các cháu sau này lớn lên không lặp lại
cái khổ sở của bố mẹ nó. Và mặc dù là con cháu ruột của bà, nhưng mà đừng chảy theo cái dòng máu u cục của bà ấy trong người, mà luôn luôn cái dòng máu làm sao nó phải để thông sạch, để sau này các cháu, cái tương lai của cháu nó không còn khổ, không phải lặp lại cái như thế này của bà ấy nữa. Đấy. Rất mong là các bác cố gắng chia sẻ và để làm sao đòi lại công bằng cho ba cái cháu bé này. Vâng. Thì đấy là đây là cũng là chị này là cũng là người địa phương ở đây và chị cũng là sinh sống ở đây. Thực ra là sau rất là nhiều cái câu chuyện ở trong cái gia đình của nhà cô Cao Thị Loan này thì chị này Cao Thị Liên đúng không, và Cao Thị Liên thì chị cũng được là người biết được rất là nhiều, vì bản thân chị cũng từng phải đi vận động kêu gọi mọi người hàng xóm láng giềng, người nải chuối rồi người bát gạo rồi mỗi người một tí để mà làm được cái đám chu toàn cho hai người con trai của cô Cao Thị Liên này. Nên là sự việc này thì thực ra rằng là bây giờ chúng ta chưa đi đến kết luận, nhưng mà đối với cá nhân của em thì em đi đến một cái kết luận đó là gì? Cái cô này là một người phụ nữ này, thực ra là nó rất là độc. Độc. Cái tính đó là tính độc. Mà cái người này là người chắc là người ta thích ở một mình, nên là dạng kiểu cô quả ấy mọi người. Nên là hẹn mọi người, em sẽ giải bày sau nhá. Bây giờ còn em sẽ đi gặp rất là nhiều người ở trong cái lúc này, và em sẽ mang clip lên để cho mọi người cùng xem nhé. Bye bye. Chị cho em.